giới thiệu cái một cái cây đèn bàn cho học sinh. Ở đây là cây đèn bàn mà nó có cái cổng USB để mình sạc. Cái loại này là loại LED, nó có thể điều chỉnh ánh sáng được, và cái điện áp của nó thì mình cấp nguồn qua cái cục sạc điện thoại qua cái cổng USB. Cổng USB này là 5V. Thì này là bạn dùng cái cục sạc iPhone hay cục sạc Samsung cũng được luôn. Cổng này là khoảng 1A là được, không không cái thiết bị cao quá. Và bây giờ tôi sẽ khui cái hộp này ra ha. Cái đèn hoạt động. Đây là cái sách hướng dẫn. Cái sách hướng dẫn nó ghi bằng tiếng Anh rất là dễ đọc ha. Đây là cái điện áp làm việc 1A, dòng điện làm việc 1A, và điện áp làm việc là USB, tức là 5V. Thì đây cái nguồn của nó là khoảng 5W ha. 5W maximum. Nhiệt độ màu là từ 3000 tới 6000 Kelvin ha. Rồi độ rọi 3700 lumen. Rồi, tôi sẽ thử được cái đèn này. Đây. Cái đèn này nó có hai khớp, khớp dưới và khớp ở trên này. Mình sẽ chỉ việc mình bẻ lên. Ở đây nó có một cái chặn, mình bẻ lên hết là nó sẽ chặn lại. Rồi ở dưới này á, là cái này thì mình tùy chỉnh để dơ lên cao luôn, mình tùy mình chỉnh ha. Đó. Rồi tôi sẽ đây là cái dây cắp nguồn kèm theo cái đèn. Rồi mình sẽ mở cái dây cắp nguồn ra. Đây là cái dây cắp nguồn. Thì cái đầu này là cái đầu USB. Cái đầu này á, là cái đầu mình cắm vô cái đèn. Cái đầu USB này á, mình sẽ cắm vô cái cục sạc điện thoại của mình ha. Ở đây tôi có một cái cục sạc điện thoại, mình cắm vô. Rồi. Bây giờ sau đó mình cắm nguồn vào. Thì cái này rất là an toàn nha, tại vì nó có chỉ có 5V thôi, cho nên là trẻ nhỏ nó dùng á, là nó không có bị giật. Nó không bị giật điện. Chỉ có 5V thôi, tại vì cái nguồn này nó đã ra còn 5V thôi, giống như cái cục sạc điện thoại mình đó, cho nên nó không bị giật, rất là an toàn cho trẻ em ha. Ở dưới này nó có hai cái lỗ đầu tiên là mình sẽ cắm cái nguồn điện vào. Cái này là cái đèn báo hiệu là đã có nguồn. Giờ tôi bấm và cắm vào nha. Thì các bạn lưu ý là trên cái dây sạc á, cái kèm theo á, thì nó có hai quyết hai bên nè. Thì mình cắm đúng hai cuốc hai bên trên cái lỗ cái đèn luôn, chứ bạn cắm ngược lại bạn cắm không được nha, có chuyện nó gãy nha. Bạn cắm đúng chiều vào đó là đèn đỏ nó sáng lên, có nghĩa là nó đã có nguồn. Rồi về phần cái đèn á, thì là cái loại đèn mà cảm biến nha, tức là mình chỉ cần rờ nhẹ vô là nó sẽ sáng lên đây. Và mình bấm theo một lần nữa thì nó sẽ đổi cái ánh sáng, mình nó sẽ đổi cái sáng. Là tôi bấm theo lần nữa đó, nó sẽ sáng hơn nữa, và bấm theo lần nữa là nó sẽ sáng hơn nữa. Cái này là sáng cao nhất, sáng cao nhất, rất là dễ học hành và đọc sách, mọi thứ là rất là dễ nha, rất là rõ ràng, và ánh sáng cũng vừa để mình đọc, nó không sáng quá để làm hư mắt trẻ em, và nó cũng không có tối quá. Tôi thấy là ánh sáng là rất là vừa, mình có thể là bấm cái nó là tắt ha. Nó có 3 thứ, một là sáng vừa, sáng thấp, hai là sáng trung bình, ba là rất là sáng. Bạn thấy là rất là sáng đó, rất là sáng. Rồi còn ở đây người ta có thiết kế thêm một cái chỗ này là nó mình sẽ để cái điện thoại mình lên,
giả dụ như trẻ em nó có học online thì mình sẽ có thể để điện thoại lên đây để mình để nó có thể học hoặc có thể để đứng tùy đó, cái chỗ này để chặn lại thì bắt đầu học online vẫn được, vẫn rất là thích hợp. Ở đây nó có thiết kế một đồ chặn. Còn về việc mà mình tắt nguồn và mình cất thì cũng rất là gọn gàng. Một là mình chập xuống này, đây. Rất là gọn gàng. Nếu không thích nữa mình cũng để gập xuống luôn, gập xuống luôn, mình cất luôn. Đó, mình cất vào ngăn tủ gì đó, rất là gọn. Cầm đi cũng rất là gọn. Các bạn cắm vào nhớ lưu ý cái dây nguồn nha, cắm cho đúng nha. Bạn cắm vào rồi xong rồi các bạn cắm điện vào. Cắm điện thì ở đây các bạn có thể cắm vô cái cổng USB của máy vi tính cũng được, hoặc là cắm vào cái cổng sạc điện thoại cũng được, rất là thông dụng. Rồi ok, cảm ơn các bạn.